Nếu khi trẻ tuổi ta quen biết cậu, có lẽ sẽ không làm một đà tử hôm nay rồi. Sớm đã làm một đại hiệp rồi. Đừng! Tiểu tử, con có biết nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với bản thân không? Đồ Tôn cảm thấy dùng giết, ngừng giết chỉ là kế tạm thời. Con theo đuổi là kiếm người sống, mà kiếm không giết người. Kiếm người sống. Hay cho một kiếm người sống, ngược lại khiến lão phu kiến thức hạn hẹp hơn rồi. Thái sư thúc không những cứu tính mạng con, còn truyền kiếm thuật thượng thừa cho con. Ân đức này cả đời khó báo. Đợi đã, đứng lên. Kiếm thuật thượng thừa con còn kém rất xa. Đồ Tôn bạo gan, cầu thái sư thúc truyền thụ cả bộ kiếm pháp cho con. Tiểu tử, kiếm có hai lưỡi, người có phúc quả, con không hối hận. Có thể học được kiếm thuật này là việc may mắn trong đời. Chỉ có cảm kích, tuyệt đối không hối hận. Nếu không truyền thụ cho con, bộ kiếm thuật này dùng không được bao lâu sẽ cùng theo ta chôn xuống Hoàng Tuyền. Làm như vậy có lỗi với Độc Cô tiền bối. Tạ thái sư thúc. Tham kiến thánh cô. Trước mặt ta các người không cần đa lễ. Hôm nay ta đến là muốn mời các vị làm một việc. Tất cả nghe theo chỉ thị của thánh cô. Tốt. Chàng nếm thử cái này. Nào,
thơm một cái, đáng ghét. Nàng nói xem số ta có nhỏ không chứ? Liên tục thua hết 37 gián. Cũng không biết gần đây ta đã dính phải giận xui gì. Thơm cái nào? Ghét quá à. Nhìn ai vậy? Tiểu sư phụ. 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 Đừng đi chứ tiểu sư phụ. Tiểu sư phụ đừng có đi mà. Tiểu sư phụ đừng đi. Tiểu sư phụ. Ta nhớ nàng khổ cực lắm đó. Tiểu sư phụ. Ngươi đừng có nói nhảm. Mau buông ta ra. Ta có nói nhảm đâu. Ta mắc phải bệnh tương tư. Cả ngày cứ mơ mơ màng màng. Tất cả đều là vì quá nhớ tiểu sư phụ. Không tin thì nàng sờ ta nè. Có đúng không? Nàng sờ kỹ đi nè. Không tin thì nàng sờ đi. Nàng hãy cảm nhận. Ngươi mau bỏ ta ra. Ngươi còn không buông ta ra, tính mạng ngươi sẽ gặp nguy hiểm đó. Không gặp được nàng, tính mạng ta mới nguy hiểm đó. Khuyên nữ, tránh sang bên. Hòa thượng béo, ngươi chán sống à? Ta sai rồi. Ngươi làm gì vậy? Đừng có gào nữa, xong ngay rồi đây. Nhẹ thôi, đau. Ngươi làm gì vậy? Đừng có kêu nữa. Nhẹ thôi, đau. Đau, đau. Được rồi. Ta nói cho ngươi biết, sư phụ ngươi là ni cô thì ngươi nên làm hòa thượng mới đúng. Lấy đâu ra cái đạo lý này chứ? Tự ngươi là hòa thượng, làm sao có thể cưới vợ sinh con gái chứ? Ngươi nói nhảm gì đó. Ta có con gái trước, sau đó mới làm hòa thượng. Ngươi còn dám nói lời thừa thải, ta cho ngươi thành thái giám luôn. Nếu đã là hòa thượng thì nên có một cái pháp hiệu. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi tên là Bất Khả Bất Giới. Bất khả bất giới. Được rồi, mau. Bái kiến thái sư phụ. Bái kiến thái sư phụ. Thế thì chuẩn rồi đó. Nào, mau dậy đi. Đa tạ thái sư phụ. Cha. Chạy đi. Cố mà chạy. Ta điện tử huyệt của ngươi rồi đó. Không quá 3 tháng nữa, thân thể của ngươi sẽ rửa ra mà chết. Chạy đi. Ta không chạy nữa. Phiền ngài giải huyệt cho ta đi. Cha, tội hắn không đáng chết. Cha giải huyệt đạo cho hắn đi. Muốn giải không? Muốn. Sư phụ, thái sư phụ, xin nhận của đường di một lại. Muốn giữ mạng sống thì phải xem sau này ngươi thể hiện thế nào. Sau này ta sẽ thể hiện thật tốt mà, thái sư phụ. Còn xem đi, ta bảo hắn không chạy nổi đâu. Tiểu tử, tinh túy của kiếm pháp này nằm ở một chữ ngộ, nhất định không thể cố gắng học dẹt mà thuộc được. Đợi đến sau này con nắm bắt được toàn bộ kiếm ý rồi, vẫn sẽ không thể thực hiện mà không nghĩ đến nó. Còn thiên tư hơn người là người thích hợp nhất thừa kế bộ kiếm pháp này. Tự liệu thân đi.
Thái sư thúc, người phải đi rồi sao? Lão phu vào những năm cuối đời có được con kế thừa y bác, không còn nuối tiếc gì nữa rồi. Sau hôm nay, bất cứ ai của phái Hoa Sơn đều sẽ không nhìn thấy ta nữa. Đồ Tôn nhớ kỹ lời dạy của Thái Sư Thúc. Không thể không cay. Đến Hoa Sơn còn bao xa nữa? Ta hỏi người đến Hoa Sơn còn bao xa nữa? Cái này kiểu gì cũng phải qua trưa. Cha, có phải gì Hằng Sơn? Con gái, con làm gì vậy chứ? Định Hồ Xung con ngày đêm mong nhớ, sắp được gặp rồi. Con không thể nói đi là đi được chứ. Ai nói con ngày đêm mong nhớ? Đi. Cha, sao cha đến đây? Con gái ngoan, con nói xem, con thích Định Hồi Xuân của Thái Hoa Sơn. Chuyện này con phải nói với cha chứ. Con ngồi đây một mình cũng đâu được ích gì. Mau mau mau, đi. Đi theo cha xuống núi. Cha đưa con đi tìm con rể của ta đi. Cha, cha nói linh tinh cái gì vậy? Sao có thể nói linh tinh được? Nam hoan nữ ái là chuyện bình thường nhất trong thiên hạ này rồi. Sao có thể nói là nói linh tinh được? Mau theo cha đi. Là cha cứ lo con xuống núi. Nếu sư phụ mà biết, nhất định sẽ sốt sắng lắm. Hóa ra là người tiểu sư phụ thích là Lệnh Hồi Xuân. Ta không nghe hai người nói dớ dẫn nữa. Im miệng. Ở đây đều là trưởng bối của ngươi, đâu đến lượt ngươi lên tiếng. Dẫn đường. Con gái, kiên trì thêm chút nữa là đến rồi. Cố thêm chút, đi đi đi. Trưởng môn sư huynh, ba vị này là truyền nhân kiếm công của phái Hoa Sơn. Phong bất bình, thành bất ưu. Ba vị sư huynh đây tham kiến xã minh chủ. Nhạc Bất Quần năm xưa dùng thủ đoạn bị ổi hạ lưu, giành được vị trí trưởng môn phái Hoa Sơn. Ta đã chướng mắt hắn lâu rồi. Hôm nay mời ba vị đến chính là muốn ủng hộ ba vị đoạt lấy phái Hoa Sơn. Có sự trợ giúp của Tả Minh Chủ thì danh chính ngôn thuận rồi. Tiểu sư muội, những giận ta à? Muội đâu dám giận đại sư huynh. Huynh không đánh mắng, mọi người đã tạ ơn trời đất rồi. Lại làm sao?
bới móc ta như vậy? Huynh kêu Lục Hồng Di mách lẻo với cha mẹ, lúc này là giả hồ đồ. Mách lẻo? Mách lẻo ai? Mách lẻo muội sao? Huynh tinh ranh như vậy, dĩ nhiên sẽ không kêu huynh ấy mách muội, mà mách. Mách tiểu lâm tử. Để ta nghĩ xem nào, nhất định là sư phụ biết Lục Hầu Di và tiểu lâm tử đọ kiếm nên mắng tiểu lâm tử, có đúng hay không? Sư huynh đệ tỷ võ thất thủ, đâu có phải là cố tình đả thương. Cha mắng tiểu lâm tử một trận tơi tả, còn nói công lực đệ ấy chưa tới, không cho mùi dạy đệ ấy kiếm pháp. Được rồi, huynh thắng rồi. Nhưng mùi không muốn để tâm đến huynh nữa đâu. Dù sư phụ không cho mùi dạy tiểu lâm tử kiếm pháp thì đó cũng đâu là chuyện lớn gì, có cần phải giận như vậy không? Mùi tức huynh đó. Huynh chỉ toàn nghĩ mấy chủ ý quái quỷ, thường ngày suối Lục Hầu Chi ức hiếp tiểu lâm tử, bây giờ còn không cho mùi dạy để ấy kiếm pháp. Mùi sẽ không đến thăm huynh nữa. Lâm sư đệ đến Hoa Sơn chỉ dọn dẹn mấy ngày mà lại thắng được tình cảm từ nhỏ đến lớn của ta và tiểu sư muội. Gần xa nặng nhẹ cách xa nhau như vậy, tinh túy của kiếm pháp này nằm ở một chữ ngộ. Đời sau này con nắm được toàn bộ kiếm ý thì sẽ không thể thi triển mà không hướng về. Tiểu sư muội. Đại sư huynh. Đại sư huynh. Tiểu sư muội sao vậy? Tiểu sư muội không sao. Vậy để hốt quản gì? Thiên hạc thủ lục bách của phái Tung Sơn dẫn theo ba tên tự xưng là người của môn hộ gì đó đến đây thăm núi. Người của kiếm tông. Ba vị, hình như các vị với phái Hoa Sơn không có liên quan gì hết. Hoa Sơn bị nhạc sư huynh mua rồi chắc. Người ngoài không thể lên núi luôn. Thì ra các vị đến Hoa Sơn là để du ngoạn, đương nhiên là được rồi. Có điều đừng gọi ta là sư huynh, bởi vì nhạc mổ đã không còn là sư huynh của các vị từ lâu rồi. Được thôi. Năm đó sư phụ huynh dùng âm mưu quỷ kế bá chiếm phái Hoa Sơn, món nợ cũ này chúng ta phải tính chứ. Được thôi. Nhưng không biết là các vị muốn tính thế nào. Khí tông đã chiếm đoạt chức vị trưởng môn Hoa Sơn cũng được 20 năm rồi, vẫn chưa ngồi đủ à? Bọn ta đã bẩm rõ với Tả Minh Chủ nhận được định kỳ đến để chấp chưởng phái Hoa Sơn. Tả Minh Chủ quản lý hơi nhiều rồi đó. Đây là chuyện của bổn phái Hoa Sơn ta, chưa đến được ông ấy nhúng ta vào đâu. Lời này của Ninh Nữ Hiệp sai rồi. Ngũ nhạc kiếm phái kết đồng minh liên thủ, cùng vinh cùng nhục. Nếu một phái nào đó làm việc không ổn, bị giang hồ cười chê, thì bốn phái còn lại cũng sẽ mất mặt theo. Lục sư huynh, câu này của huynh khẳng định phái Hoa Sơn bọn ta làm việc không ổn, liên lụy đến danh tiếng của quý phái, đúng không?
Đại sư huynh, 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 đại sư huynh. Đại sư huynh, sao huynh lại tự ý xuân tư quá nhai vậy? Sư môn gặp nạn, sao ta có thể ngồi yên không lo? Ai mà chẳng biết phái Hoa Sơn là một thành viên trong Ngũ Nhạc kiếm phái, tự xưng là kiếm phái, đương nhiên phải lấy kiếm làm nòng cốt. Huynh cứ luyện khí, thứ tu luyện không phải là võ công chính tông của bổn môn rồi. Nhạc Bất Quần, huynh gia nhập tà môn tà đạo, đầu độc đệ tử vô cùng tai hại, khiến cho phái Hoa Sơn ta danh tiếng càng lúc càng đi xuống. Huynh tự thoái vị hay là để ta giúp đây? Hai vị đừng kích động. Kiếm tông của hai vị vào 25 năm trước đã bị bổn phái trục xuất khỏi sư môn, và còn tự nhận không còn là đệ tử của phái Hoa Sơn nữa. Sao hôm nay lại đến đây càng quấy sinh sự vậy? Đồng thời các vị cứ nói mãi nhưng không làm rõ được nguyên cớ, là có ý gì nữa đây? Năm xưa khí tông dẹp bỏ kiếm công, thủ đoạn không hề minh bạch, chức trưởng môn của huynh có được cũng không rõ ràng. Nếu không, sao Tả Minh Chủ lại hạ lệnh kỳ bắt huynh nhường chức? Lời của huynh thú vị đó. Vì vậy, chuyện này mới có điểm kỳ lạ. Lẽ nào lệnh kỳ là giả sao? Lệnh kỳ không hề là giả, nhưng lệnh kỳ không biết nói. Lệnh kỳ là đồ câm, ta cũng câm luôn sao? Suy xét cẩn trọng, Nhạc Mổ phải xin chỉ dạy từ chính Tả Minh Chủ rồi mới quyết định. Nhạc trưởng môn không tin lời của Lục Mổ sao? Minh Chủ Ngũ Nhạc Quái quản lý chuyện chung của Ngũ Nhạc kiếm phái, còn chuyện môn hộ của các phái nên do trưởng môn nhân của bổn phái quyết định. Nhà Bất Quần, nói tới nói lui, huynh vẫn không chịu nhường chức vị đúng không? Các vị, từ xa đến đều là khách, còn không biết tốt xấu thì cũng phải có giới hạn. Được, từ lâu đã nghe danh Ninh Nữ Hiệp là cao thủ khí công của Hoa Sơn, vậy thì hôm nay thành bất u của kiếm tông xin được lĩnh giáo thử cao chiêu của Ninh Nữ Hiệp. Họ Thành kia, ông không xứng tỉ thí với sư nương ta, có giỏi thì ra đây tỉ thí với ta. Vừa rồi tên xuất sinh nào nói đó? Rốt cuộc là tên xuất sinh nào? Giờ chỉ có ông nói thôi mà. Ông nói xem là tên xuất sinh nào? Xuân Nhi, không được vô lễ. Tên tiểu tử nhát cái kia, người muốn chết hả? Dung Nhi, cậu không mau đi tạ lỗi với tiền bối của con. Thành tiền bối, ta còn trẻ, tay chân không biết nặng nhẹ, đừng để bụng nha. Đứng lên nào.
Đại sư huynh, đại sư huynh, đại sư huynh, ngươi họ Thành kia, đám tiểu nhân bị ăn cắp người. Đại sư huynh, đại sư huynh, sao các người lại đến đây? Đi thôi. Đại sư huynh, Sùng Nhi. Bốn người là đạo cốc tứ tiên của phái ta, Dạ Bất Quần. Người cấu kết với ma giáo mai phục ở đây. Các ngươi dám đánh một trận, đồ đệ của ta Lĩnh Hồi Xung cũng bị bọn họ bắt đi rồi, làm sao nói là cấu kết? Các người cấu kết ma giáo, đồng bọn với yêu nhân, giết chết Thành Tư đệ của ta, ta tận mắt nhìn thấy, các ngươi còn dám xảo biện? Chuyện này ta nhất định phải bẩm báo với Tạ Minh Chủ. Ngày sau nhất định phải đòi lại nợ máu. Đi, không tiễn. Mấy tên yêu ba quỷ quái này tập trung ở Hoa Sơn, chắc hẳn là vì tịch tà kiếm phổ. Kẻ có võ nghệ cao cường khắp nơi, thủ đoạn tàn nhẫn, Sùng Nhi và bọn họ ở cùng nhau, sợ là lành ít dữ nhiều. Cẩn thận Lĩnh Hồi tiểu tử, ngươi không được chết. Nếu ngươi chết, chúng ta sẽ gặp nguy hiểm đó. Lĩnh Hồi tiểu tử, đúng vậy, ngươi phải kiên trì. Cô còn đang đợi ngươi ở Ngũ Bát Cương. Ngươi không thể chết. Cô phải đợi gặp cô rồi hả chết? Đúng vậy Lĩnh Hồi tiểu tử. Cô muốn Lĩnh Hồi sung sống. Nếu như hắn chết, cô nói chúng ta toàn bộ đều vô dụng, không bằng loài chó. Cái gì? Cô mắng chúng ta là loài chó, tức chết ta mất. Mắng chúng ta là chó, không mắng là ta nghĩ đó. Còn mắng người nói lung tung gì vậy hả? Nói không chừng cô sẽ mắng. Cô cũng nói không chừng không mắng. Ngươi không phải đang nói bừa sao? Đúng vậy. Đợi đã, Lĩnh Hồi Xuân thất chết rồi, vậy cô nhất định sẽ mắng chúng ta. Điều tại ngươi. Nếu không phải vì ngươi là chân ngắn, chạy chậm, tiểu tử này có thể bị thương sao? Ta đánh chết ngươi. Ta đánh chết ngươi. Ta đánh ngươi. Đánh ta. Làm gì phải động thủ? Đại ca, đừng với hắn. Đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa đại ca. Đánh chết ngươi. Đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa, ta phải đánh chết hắn. Đừng đánh nữa, đánh chết hắn. Ta phải đánh chết hắn. Đánh chết hắn. Lệnh Hồi Xuân đâu? Đạp phá thiết hoài vô bịch xứ, đắc lai toàn bút phí công phu. Lệnh Hồ hiện chức lại gặp mặt rồi. Tên tiểu tử ngươi, vị kế đa đoan, đường cùng chỉ có đánh gãy hai chân ngươi, ta mới có thể yên tâm. Cha, sư phụ. Lĩnh Hồi sư huynh, huynh thế nào rồi? Tên bệnh lao này chính là Lĩnh Hồi Xuân hả? Quê nữ, mau qua đây, ta nói với con. Con không gả cho hắn có được không? Nghe lời, về nhà cho tìm cho con người khỏe mạnh hơn. Cha.
Có liên quan đến sống chết sẽ nói gì vậy? Mau cứu huynh ấy. Dựa vào công phu của cha mà cứu hắn là chuyện nhỏ. Nhìn đây, còn tốt rồi. Thế nào rồi? Trong người hắn có 7 đạo chân khí, nhưng cũng không làm khó được cha. Xem cha thu phục chúng thế nào. Ta nói nè con gái ngoan, chân khí của hắn đã được lão phu ép xuống rồi. Cha, cha, sao sắc mặt của huynh ấy lại tệ hơn lúc nãy vậy? Sao có thể chứ? Để lão phu nghỉ ngơi chút, rồi lại trị thương tiếp cho hắn. Sao vậy? Lệnh hồ sư huynh, đưa ta về Hoa Sơn. Ta nói nè con rể ngoan, sao đến con cũng không tin công lực của lão phu chứ? Cha, nếu người còn nói lung tung nữa thì con sẽ giận đó. Không 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 không, không nói lung tung nữa. Lát nữa đến phái Hoa Sơn, cha không được nói chuyện. Không 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 nói, không nói. Vậy 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 lão phu đích thân cổng hắn lên Hoa Sơn, vậy là được rồi chứ? Tiểu tử này không nhẹ đó. Các vị, bên này. Được, tiểu sư phụ Nghi Lâm, lần này thật sự cảm ơn cha con hai người ra tay tương trợ. Nhưng không biết sư phụ và sư bá con có phải cũng đến đây rồi không? Không, con là ra ngoài đi dạo với cha con. Bọn ta đi dạo, đi dạo. Hiếm khi hai người đến Hoa Sơn, hay là ở lại thêm vài ngày đi. Cảm ơn sư nương, con sắp phải về Hằng Sơn rồi. Nhà sư bá, xin người nhất định phải chữa khỏi cho lĩnh hồ sư huynh. Yên tâm đi, Sung Nhi là đồ đệ của ta, ta nhất định sẽ dốc hết sức. Đại sư huynh, tiểu sư muội, đại sư huynh, đại sư huynh, tiểu sư muội, muội và Lâm sư đệ, hai người Doanh Doanh, tiểu Lâm tử, chúng ta đi thôi. Doanh Doanh.
Kiếm Tông nhìn chằm chằm như hổ đói. Bốn quái vật đó âm thầm bay phục. Bộ phái Quy Cơ bốn bề, làm thế nào mới tốt đây? Bây giờ người trong giang hồ không ai mà không dòm ngó Tịch Tà Kiếm Phổ. Trước mắt phái Hoa Sơn đã là mục tiêu công kích. Nếu không được nữa thì liều với chúng, chưa chắc chúng ta đã thua. Làm gì dễ như vậy? Cũng không thể ngồi đây chờ chết chứ. Đại trượng phu co được duỗi được, thắng thua không phải nhất thời. Ý của huynh là chúng ta chạy trốn? Địch đông ta ít, tạm thời tránh đi, sẽ không hủy hoại uy danh Hoa Sơn. Thương thế Xuân Nhi nghiêm trọng, chưa chắc đã chịu được đường xa giằng xóc. Quỳnh muốn để Xuân Nhi lại? Với tình hình sức khỏe của Xuân Nhi hiện giờ, nếu lên đường chưa đầy đủ canh giờ thì nó sẽ mất mạng. Sư huynh, huynh để bí kíp Tử Hà để lại cho Xuân Nhi đi. Nó có thể tự luyện võ công, tự chữa trị vết thương. Lòng yêu thương của ta đối với Xuân Nhi không khác gì so với muội. Chỉ là nếu như lúc này để bí kíp lại, nếu như kẻ địch tìm đến, bảo vật trứng phái của chúng ta không phải sẽ rơi vào tay kẻ khác sao? Cuối cùng thiếu sứ cũng về. Sau trận chiến Hằng Sơn, thuộc hạ rất lo lắng cho an nguy của ngài. Tham kiến Lam giáo chủ. Trong giáo có chuyện gì xảy ra không? Trong giáo mọi chuyện đều vẫn bình thường, chỉ là Dương tổng quản cứ nhớ mong thiếu sứ. Dương tổng quản là ai? Đó là nghĩa muội của ta, trưởng quản tập vụ trong giáo. Đại ca, huynh về rồi. Vị đây chính là Dương tổng quản. Cô ấy không biết võ công, khiến hai vị chê cười rồi. Vị đây chính là giáo chủ Vũ Độc giáo Lam Phượng Hoàng và đại hộ pháp Chu Tước. Bọn họ sẽ ở lại Hắc Mộc Nhai vài hôm, tham kiến hai vị tỷ tỷ. Tiểu muội tính tình hướng nội, không giỏi ăn nói, nhưng tâm địa rất tốt. Mời. 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 Đại hữu, vì gương cao chính nghĩa, vì đại kế của bổn môn, lần này di sư phải đi Tung Sơn một chuyến. Hoa Sơn giao lại cho con đó. Đại hữu, Xuân Nhi bị thương nặng, con nhất định phải chăm sóc cho tốt. Nếu như có kẻ địch đến xâm phạm, cố gắng nhẫn nhịn tránh né, đừng uổng công nạp mạng. Sư nương và sư phụ yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc đại sư huynh cho tốt.
Kinh doanh. Đông Phương thiếu sứ thật lắm hồng nhan tri kỷ, tại hạ khâm phục. Nếu như ngươi muốn cứu mạng cô ta thì phải đáp ứng điều kiện của ta. Doanh Doanh là thánh cô của bổn giáo, coi tại hạ như huynh trưởng. Huynh đệ trong giáo vẫn luôn tôn trọng cô ấy. Các hạ vừa đoạt lệnh bài lại bắt thánh cô, xem ra vô cùng hiểu rõ thần giáo. Có rất nhiều chuyện ta còn hiểu rõ hơn ngươi. Ngươi muốn gì? Ngôi vị giáo chủ. Ngươi có phần hơi coi thường ta đó. Nói ra điều kiện của ngươi đi. Không muốn Nhậm Danh Doanh chết thì thay ta tìm Tịch Tà Kiếm Phổ đi.